một người ca sĩ có rất nhiều các giải thưởng thể hiện uh, sự tài năng và thành công trên con đường âm nhạc của mình nhưng mà rõ ràng khi xuất uh, tên của ca sĩ Phạm Thu Hà trên trang Google thì người ta thấy không có quá nhiều các thông tin PR thường xuyên và trà lan quan điểm của Hà thế này à, mỗi một nghệ sĩ sẽ có chọn cho mình một cái con đường tiếp cận với khán giả Hà tiếp cận bằng các lần ra mắt album các sản phẩm Hà nghĩ rằng là nếu PR thì cũng được thôi Nhưng với cá nhân Hà quan điểm của Hà Hà muốn đó là một cái đường dài Có sức lan tỏa lâu bền Và Hà chọn cái cách là khi mà mỗi lần ra mắt công chúng cũng như ra các sản phẩm bằng sự chỉn chu và rất kỹ lưỡng Một trong những điều mà tôi cực kỳ ấn tượng ở ca sĩ Phạm Thu Hà Qua những sản phẩm âm nhạc hay qua những lần mà chị xuất hiện ở các chương trình biểu diễn sân khấu Đó là sự tinh tế và chỉn chu Có thể kể ra những album như là Tình Thu, Classic Michi Lao, tựa như gió phiêu du Hà Nội yêu khúc ca ly biệt từ Classic Phạm Duy hay địa đơn thì có lụa xuân tàn và cơn mưa tới em sẽ đến. Tôi xin được kể tượng trưng thì tôi cũng không thể kể hết được ạ. Hay là đặc biệt tôi ấn tượng nhất là sản phẩm đĩa than đường em đi tình khúc Phạm Duy. À đó. Bây giờ là không không có nhiều người nghệ sĩ nào để có thể đầu tư cả về kinh tế và thời gian để sản xuất những sản phẩm như là đĩa than. À, thật ra Linh đặt cho Hà cái câu hỏi đó thì Hà cũng phải cảm ơn Linh là Hà có cớ để khoe các sản phẩm âm nhạc của Hà. Phải nói rằng rất rất là là phải nhớ đến cái giải cống hiến năm 2013 đó là giải Hà được album của năm là Classic Michelin để nói rõ hơn về cái 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 chữ tại sao lại là Classic Michelin thì đó là cái dòng nhạc cổ điển kết hợp cùng với nhạc điện tử thư giãn. Thì Uhm, ngay từ bước đầu Hà đã chọn là một cái ca sĩ hát dòng nhạc cổ điển giao thoa Thì từ cái sản phẩm classic Michie Lao Với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh Tựa như gió phiêu du Với nhạc sĩ Đức Trí là pop với classic à, Thứ ba là Hà Nội yêu, trà với classic Và nhạc phạm duy à, Các sản phẩm Hà ra đều có một cái định hướng nhất định Vậy thì trong rất nhiều các sản phẩm âm nhạc Thì những sản phẩm âm nhạc nào mà tạo cho chị những cái ấn tượng khó quên có quá nhiều cái kỷ niệm tại sao hà lại ra địa than nhạc uh, sĩ phạm duy đường em đi mỗi nghệ sĩ ai cũng mong muốn được làm một cái địa than nhất là những nghệ sĩ cổ điển như hà có thể không chỉ là đường em đi và sau này còn rất là nhiều nhưng mà hà để phục vụ tất cả các cộng đồng audio yêu quý giọng hát của hà đó là cái điều tri ân vừa cho khán giả của mình vừa cho mình có một cái sản phẩm để đời như thế uh, nếu mà để nói cái ấn tượng nhất với hà thì đó là đĩa Hà Nội yêu Hà hoàn toàn thu âm live ở bên Mỹ 10 ngày Hà ở bên Mỹ Hà sang chơi với bố mẹ Thì là các anh chị đến chơi Và có các nhạc sĩ thì hay ngồi lại tụ tập để đánh đánh đàn ngồi giao lưu Tự nhiên là anh rể Hà nghĩ ra cái chuyện là Ờ, Hà ơi hay là thử thu đĩa hát tra Và mình nghĩ là tại sao cũng không làm các ca khúc về Hà Nội Và với một thể loại giao thoa cùng với cha như thế mà lại đánh lai thu trong nhà bếp và hoàn toàn là là ngẫu hứng hết cát xê thì mọi người không nhận mọi người chỉ nhận đúng một nồi phở mà anh rể hà nấu để hà nội yêu mang một cái dấu ấn rất đặc biệt đó là một cái kỷ niệm mà hà không thể quên được à và vừa nãy thì chị Hà cũng nhắc tới một kỷ niệm về một giải thưởng đó chính là giải cống hiến với album The Classic Michelin, giải cống hiến lần thứ 8 năm 2013 chị có thể chia sẻ nhiều hơn về kỷ niệm đó sau khi được giải cống hiến là một nghệ sĩ vừa là trong danh sách nghệ sĩ mới của năm vừa là album của năm lại được giải nữa rất là nhiều câu hỏi đặt ra là ơ cái cô này ở đâu ra mà tự nhiên được cái giải này thì phải thấy rằng khi mà mọi người đặt câu hỏi như vậy sẽ có nhiều cái, cái 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 trái chiều mà khi nghe đến tai mình mình cảm thấy buồn phải chia sẻ thật rằng là rất may mắn vì cái năm đó là có rất ít sản phẩm ra mắt trên thị trường và cái sản phẩm của Hà phải nói rằng nó lạ, vừa lạ về cái tên, vừa lạ về cái thể loại và đó là một cái mà Hà cảm thấy rằng là may mắn khi được tất cả các anh chị nhà báo bình chọn cho cái sản phẩm của Hà. À, và ơn. bây giờ chị hãy tiếp tục kể cho chúng tôi nghe những cảm xúc, những tình yêu của mình dành tới cho âm nhạc. Xin mời.